Với mong muốn tri ân sự tín nhiệm của quý khách hàng đối với sản phẩm Put 330 OD, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã khởi động chương trình Put 330 OD 10 năm đồng hành tri ân nông dân bằng các hoạt động tư vấn bán hàng tại đại lý và chương trình khuyến mãi với nhiều phần quà giải thưởng hấp dẫn. Put 330 OD là sản phẩm chủ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Đến nay sản phẩm đã ra mắt được 10 năm, luôn được nông dân khắp nơi tin dùng với khả năng diệt sạch cỏ dại, đặc trị cỏ lồng giật và cỏ đưa phụng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sự phát triển của cây lúa. Mong muốn tri ân sự tin tưởng và tín nhiệm của nông dân đối với sản phẩm Put 330 OD, từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, khách hàng mua 5 chai Put trong ngày tư vấn tại đại lý được tặng ngay một phiếu dự thưởng với cơ hội trúng 10 giải đặc biệt là xe SH-MOD, 20 giải nhất TV Samsung, 100 giải nhì nồi chiên không dầu cùng hàng ngàn giải thưởng khác. Kết quả chương trình sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 7 năm 2022 bằng hình thức quay số trúng thưởng. Tân Thành cho năng xuất xanh.